Everyone will be muted. So by the time when we have discussion, we will change the setting. But as for now, we reserve the time, the attention to the speaker, whom I am very proud of because he's my ministerial pastor, and also because he's an expert in this. Those of you who have done marriage and counseling with me know that I have certain books that I use, and one of those books is his book. And so I am very happy to welcome him, Pastor Steinberg. He's a very knowledgeable man. I have listened to many of his sermons and very thought-provoking. So I pray that today you will see the value of learning too through him. Pastor, we welcome you. Can you hear us? Yes, I can. I can hear well. Thank you. Yes. So we have prayed already, and now I think we will transit the time and the time to you, and then you're going to lead us. We plan to have your presentation without interruption, and then move to the time of Q&A. So if somebody have any question, they can raise up. However, you can always direct in the way you want for the presentation. Thank you very much for joining us. And I want you to know that he's super busy, 2 years in advance, without COVID-19, hopeless. But now COVID-19 help us, so we have him here. Welcome, Pastor Pierre. Quý vị, tôi xin chào đón vị mục sư rồi. Bây giờ tôi sẽ giao thời giờ cho mục sư và tôi sẽ thông dịch cái những sự dạy dỗ của người mục sư này. Chúa ban ơn chúng ta trong thời giờ này. Okay, Pastor, your time. Yeah. Well, welcome to everybody. I hope we'll have a good time this afternoon learning a little bit more about marriage and about love. Chào tất cả quý vị. Tôi mong rằng buổi chiều hôm nay chúng ta có một cái thời giờ vui vẻ học về hôn nhân và tình yêu. Have you ever tried to define love? What is it? Quý vị có bao giờ tự suy nghĩ hôn nhân là gì? Hôn nhân thật sự là gì? Tình yêu thật sự là gì? People have tried for thousands of years to find a concise definition, but they've been unsuccessful. Người ta bao nhiêu ngàn năm cố gắng tìm một cái định nghĩa tốt nhất mà cuối cùng cũng không thành công. Even the Bible, if you look at 1 Corinthians 13, has to use a chapter to try and tell people what it is. Quý vị suy nghĩ, sách 1 Corinto đoạn 13 dành cả nguyên một đoạn kinh thánh để định nghĩa tình yêu mà còn chưa định nghĩa hết được. Love is strange. We all know what it is. We all know what it's not. But we find it hard to describe and put into words. Tình yêu là một thứ diệu kỳ. Chúng ta biết nó là gì. Chúng ta biết nó không phải là gì. Nhưng mà muốn định nghĩa nó là một điều khó. So perhaps to help us, let's look at the mechanics of how love works today to try and help us understand what love is. Chúng ta hãy cố gắng cùng học ngày hôm nay để hiểu được cái trật tự, cái hệ thống của tình yêu. So when love starts, it basically starts with just transitioning from just knowing somebody to becoming friends with somebody. Tình yêu bắt đầu từ một buổi nọ là người lạ cho đến khi trở thành thân thiết. From a psychological perspective, the first thing that happens is relational safety begins to develop between two people. Khi hai con người từ lúc lạ lẫm với nhau bắt đầu có một cảm giác tin tưởng và trông cậy được lẫn nhau thì cái tình cảm nó bắt đầu từ khi đó. Relational safety asks the question, if I'm real with you, if I place my heart in your hands, will it be safe? Cái tình cảm mà đem lại sự bình an, sự yên tâm giữa hai người đó, nó đặt một câu hỏi, nếu tôi đặt cuộc đời tôi vào bạn, tôi có thể yên tâm được hay không? It asks questions such as, will you keep my secrets secret? Mình sẽ hỏi người đó rằng, những bí mật mà tôi nói với bạn, bạn sẽ giữ nó là bí mật hay không? Will you still love me if you really know who I am? Liệu rằng bạn sẽ vẫn còn yêu mến tôi nếu bạn thật sự biết tôi là ai hay không? Before any meaningful relationship start, this is the first thing that human beings always do. Trước khi bất cứ loại tình cảm nào, nha quý vị, mà bắt đầu, thì đây là điều đầu tiên mà con người sẽ hỏi. We make an assessment
as to whether this person is relationally safe or not. Chúng ta bắt đầu đánh giá xem cái con người này có thật sự cho chúng ta một sự bình an trong mối quan hệ tình cảm này hay không. If they're not relationally safe, we just don't open up, we keep them at a distance and we don't trust them. Nếu cái người này không đem lại cho chúng ta sự yên tâm về mặt mối quan hệ, chúng ta sẽ giữ khoảng cách và không mở lòng mình với người đó. But if we deem somebody to be relationally safe, then we transition to a next level. Nhưng mà nếu chúng ta đã đánh giá và biết được người đó là một người có thể tạo một cảm giác bình an cho mối quan hệ, chúng ta bắt đầu đưa tình cảm lên một mức độ cao hơn. That next level is called emotional intimacy. Cái level hay là cái mức độ cao hơn đó đó gọi là mức độ giao thoa cảm xúc, gắn bó cảm xúc. Because my friend has shown him or herself to be relationally safe, I now start to open up to that person. Nếu một người bạn, dù là nam hay nữ của tôi, mà cho tôi thấy rằng tôi có thể yên tâm về mối quan hệ với người này, tôi bắt đầu mở rộng tấm lòng mình nhiều hơn với người đó. I start taking a risk. Tôi bắt đầu allow them into my heart just a bit. Tôi bắt đầu chấp nhận sự mạo hiểm để cho người đó nhìn thấy lòng của mình, dù chỉ là một chút nữa. And the more we do that with one another, the more emotional intimacy develops between us. Và khi chúng ta cứ tiếp tục hành động tin tưởng qua lại như vậy thì tình cảm bắt đầu nảy sinh từ trong chúng ta. This is the mechanic of how relationships work. Đây là cái guồng máy cho tất cả những loại quan hệ và tình cảm của con người. So once we have relational safety in place, we then develop emotional intimacy, and once we have both of those in place, the next thing that develops is commitment. Khi chúng ta đã có mối sự yên tâm, tin tưởng, chúng ta sẽ có gắn kết cảm xúc, và nhờ đó chúng ta sẽ lập nên những sự cam kết lâu dài. So we start committing to one another. Bắt đầu chúng ta sẽ làm những sự cam kết rất dài đối với nhau. And once commitment developed really, really strong, và khi cái sự cam kết đó nó trở nên rất vững chắc, the next thing that happens is physical passion begins to develop. Thì chúng ta sẽ bắt đầu có những hành động của thân thể bắt đầu xuất hiện. This is what transforms the relationship from a platonic relationship to a romantic relationship. Và quý vị thấy bước này là bước chuyển từ một cái mối quan hệ bình thường trở thành một tình yêu hay là một tình cảm. Real, healthy and happy relationships develop in this order. Cho nên một cái loại tình yêu thật sự nó phải tiến triển theo cái trình tự mà chúng tôi vừa mới trình bày như sau. If you develop these out of order, the relationship is bound to fail. Nếu chúng ta không tôn trọng cái trật tự từng bước này thì cái tình yêu tình cảm đó rất dễ tan vỡ. So that's what happens psychologically speaking. Đó là phương pháp tâm lý xảy ra đối với tình yêu. But the mechanics of love also has to do with physiology, not just psychology. Nhưng mà tình yêu nó không phải chỉ có cái phương diện tâm lý của nó mà nó có cái phương diện thể chất của nó nữa. So I'd like to share with you a little bit about the physiology. What happens in the brain with a love relationship. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị một số điều liên quan tới thể chất chúng ta khi mà có mối quan hệ tình cảm thì thể chất có những cái yếu tố ảnh hưởng nào. There we go. So physiologically, nói về when the brain sees somebody that you may be interested in, you develop some lust for that person. Cái não của con người đó, khi chúng ta nhìn thấy một người nào mà mình có vẻ như có hứng thú, có sở thích đó, thì chúng ta bắt đầu nảy sinh những sự cuốn hút về now, hướng this, this is not a bad lust to just want their body. This is a lust to want to get to know them better. A lust for a relationship. It may include some physical attraction as well, but it's not a bad lust. This is a more healthy lust. Cái sự ham thích, cái sự ham muốn này nó mang một cái ý nghĩa lành mạnh hơn chúng ta nghĩ. Nó không phải chỉ là muốn cái thân thể đẹp của người đó, mà nó một sự khao khát muốn có một mối quan hệ với người.
The next thing that happens, and by the way, the sequence of these, neurologically speaking, from a physiological standpoint, can flip and flop a little bit. It's not hard and fast. Some people start with attraction. Some people start with lust. The sequence is not fast. Cái thứ tự này ở trong thần kinh học cũng như cơ thể học, nó có thể lẫn lộn lẫn nhau, chứ không nhất thiết phải theo cái thứ tự. So the next phase then is attraction, where it's beyond lust, it's stronger than lust, it's healthier than lust. Sau cái bước gọi là ham muốn, khi chúng ta có sở thích với một người, thì nó sẽ đến cái mức độ gọi là hấp dẫn lẫn nhau, nó có vẻ lành mạnh hơn và nó có sự tập trung cụ thể hơn. And the next one that happens is typically attachment. Và cái giai đoạn thứ ba tiếp theo đó là cái giai đoạn quyến luyến và gắn bó với nhau. It is attachment that bonds us together. Là cái loại gắn bó mà kéo hai con người trở lại thành một. What is the difference between the relationship I have with a car salesman compared to the relationship I have with somebody I work with compared to a relationship I have with my wife? Quý vị thấy cái sự khác biệt, cái mối quan hệ giữa tôi với cái ông bán xe, giữa tôi với cái người đồng nghiệp, với giữa tôi với vợ của tôi, nó khác nhau chỗ nào? Attachment plays a major role because I'm not attached to the guy that sells my car. Đó là cái giai đoạn thứ ba, là cái giai đoạn gọi là gắn bó quyến luyến, bởi vì tôi chẳng gắn bó gì với ông bán xe nữa. I'm more attached to the person I work with because we've gone through the processes that I've mentioned earlier as to the mechanics of the psychological relationship. Tôi chỉ gắn bó với cái ông bán, cái ông đồng nghiệp qua cái giai đoạn là tôi tin ông được, ông tin tôi được và cứ giao đãi qua lại như vậy. And of course I've got super strong attachment to my wife. Nhưng mà tôi thật sự gắn bó là với vợ tôi. Now there's hormones and neurotransmitters that play a major role in these things in the brain. Chúng ta phải hiểu là trong trí não, trong bộ não của chúng ta về phần thân thể, thể chất đó, thì có hormone với lại những cái gọi là neuron, nó chạy trong cái vấn đề liên quan tới tình yêu đây. The first is for men testosterone and for ladies estrogen. Cái giai đoạn thứ nhất mà ham muốn đó là đối với người nam là hormone nam và đối với nữ là hormone nữ. These two hormones give us a healthy desire for one another. Hormone nam, hormone nữ nó cho chúng ta một cái sự ham muốn lành mạnh đối với người đối diện, đối với cái giới tính khác của mình. Our attraction is regulated in the brain with dopamine, norepinephrine and serotonin. Ba cái hormone loại là dopamine, norepinephrine và serotonin này nó đi đến một cái giai đoạn hơn là ham muốn, nó là cái sự hấp dẫn lẫn nhau của hai người nam người nữ mà đã chọn ra giữa những người khác rồi. Dopamine is the primary reward and punishment center in the brain. Dopamine đó là một cái loại mà là chúng nó sẽ nảy sinh khi mà được thưởng, khi ai đó được thưởng một cái gì đó. It can make you feel bad or it can make you feel euphoric and wonderful. Hoặc là bị phạt, thưởng phạt sẽ tạo cảm giác vui sướng hay đau khổ là do cái hormone này quyết định. People who come addicted to things, their dopamine in the brain works overtime, constantly making them feel and crave for that. Những người mà bị nghiện một cái gì đó đó thì cái dopamine trong đầu, trong não của họ nó làm việc quá mức bình thường, khiến cho họ cứ ham muốn cái điều đó hoài. Interestingly enough, the dopamine system is also active in love. Thì cái system này, cái hệ thống này nó cũng làm việc như y như vậy ở trong tình yêu. Norepinephrine is what gives us get up and go. That's what persuades us to take action. That's what tells me to go and ask her for a date. Norepinephrine là cái loại mà nó khiến cho chúng ta hành động. Muốn được cái phần thưởng của dopamine, chúng ta phải hành động, thì nó là cái loại khiến chúng ta đi ra hành động. And serotonin influences our moods. Và cái serotonin là nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng của chúng ta. Attachment is regulated by two neurotransmitters, one called oxytocin and the other one vasopressin. Nhưng mà cái giai đoạn mà quyến luyến gắn bó của tình yêu đó thì nó lại được quyết định bởi hai cái tế bào não, hai cái sự phản ứng của tế bào não là oxytocin và vasopressin. Oxytocin is what
tells you physiologically in your brain to love, to trust, and to bond. Oxytocin nó nói với não của chúng ta đó là cái người này có thể tin tưởng được, yêu thương được và hàn gắn lại và làm một với mình được. Vasopressin is what gives us the desire for monogamy. Vasopressin là nó muốn chúng ta khao khát để có tình cảm riêng với người đó thôi, chỉ mình ta với người đó thôi. So you can see that major things take place from a psychological perspective as well as from a physiological perspective as to how love works. Cho nên khi quý vị nhìn thấy tình yêu thương, tình yêu nó hành động qua phương diện tâm lý, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng phần thể chất và được điều khiển bởi phần thể chất nữa. For you to have a healthy, happy relationship, these neurotransmitters and hormones in the brain needs to be in a good balance. Để mà chúng ta có một cái tình yêu đẹp mà một cái mối quan hệ nó lành mạnh, chúng ta phải có sự cân bằng trong những cái chất này cũng như là trong cái tâm lý này. If you have too little of these hormones in the brain, then people do crazy stuff. They display irrational behavior, they commit adultery, there's extreme feelings of jealousy. Nếu mà chúng ta có quá nhiều những cái hormone này mà nó làm việc quá active, quá năng động, thì con người ta bắt đầu sẽ có những hành động lạ lùng, ghen tương vô cớ, hoặc là ham muốn để phạm tội tà dâm, hoặc là ganh tị thường xuyên. So you definitely don't want too much of these brain chemicals in the brain, because that's what happens. Cho nên chúng ta không muốn có quá nhiều những cái loại này ở trong đầu của chúng ta. On the other end of the spectrum, if you have too little of these neurotransmitters and hormones in the brain, then it leads you to just have no interest in other people and or relationships. Nhưng mà ngược lại, ở một khía cạnh khác, nếu chúng ta không hề có những phản ứng của tế bào não này, cũng như chẳng có những hormone này, chúng ta sẽ bày tỏ sự không hứng thú gì với tình cảm, tình yêu cả. And of course, when they're well balanced, you have the healthy good lust, the great attraction, and great attachment towards each other. Nhưng mà khi ở trong một trạng thái cân bằng lý tưởng, thì chúng ta sẽ có một cái sự ham muốn lành mạnh đối với người mình yêu, có một cái sự hấp dẫn lẫn nhau và có một sự quyến luyến gắn bó gọi là khó chia lìa. So what can you do to have a healthy balance in the brain to have a great relationship? Vậy thì chúng ta phải làm gì để có sự cân bằng đó hầu cho có được có một mối quan hệ lành mạnh tốt đẹp hơn? Number one, make sure you watch your health. Điều đầu tiên là hãy cẩn thận sức khỏe của mình. You want to make sure you get exercise, that you sleep enough, that you're mentally in a good place. Chúng ta phải đảm bảo rằng mình tập thể dục, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để cho cái trí não của mình ở trong trạng thái lành mạnh nhất. Especially for men and women when it comes to testosterone and estrogen. Khi đối với hormone nam hay hormone nữ. Once again, too much of those, you've got affairs, crazy behavior, jealousy and stuff. Too little of that, no interest. Leave me alone. Khi mà có quá nhiều hormone làm những chuyện khờ dại, ghen tuông vô cớ, ham muốn phạm tội, hoặc là ít quá thì nói rằng không có hứng thú gì với tình yêu hết. So live as healthy as you possibly can. Hãy sống lành mạnh nhất có thể. Number two, regulate your mood. Điều chỉnh tâm trạng của mình, cân bằng tâm trạng của mình. You don't want your moods to go all over the place. Chúng ta không muốn cái con người mà tâm trạng nó nhảy lên nhảy xuống vô định như vậy. If you find yourself overreacting to certain things, fight it. Try and take it captive. Try and calm down. Nếu mà chúng ta cảm giác như mình là cái người mà rất dễ giống như cái swing, cái xích đu mà cứ đá qua bên này, đá qua bên này, chúng ta nên tập để cho điềm đạm trong mọi sự hơn. If you never get excited about anything, go and do something challenging, go and do something that really pushes you and tries and do something you've never done before, like scuba diving or rock climbing or something, but go and do something that challenges you. Nhưng mà ngược lại, mình cảm thấy mình là một người vô cảm, không tâm trạng, thì ngược lại mình phải đi tìm một cái gì đó gây sự phấn khởi để mà sống lành mạnh, đi lặn biển, đi thử những cái gì đó tạo một cái sự hưng phấn mà mình chưa từng làm.
and go and do it together as a couple. Mà hãy làm điều đó như một đôi tình nhân hay vợ chồng với nhau. Make sure that you prevent addictions. Hãy đảm bảo rằng quý vị và tôi phải tránh xa những cái gọi là những cái yếu tố gây nghiện độc hại. Because addictions can alter your personality. Nên nhớ rằng bất cứ sự nghiện ngập nào đều có thể thay đổi tính cách con người. And what it does is it changes love to be only a reward or punishment thing. Nó có thể đổi tình yêu của chúng ta vào một cái hệ thống chỉ là thưởng và phạt mà thôi. You'll see why in a minute, but those relationships don't last. Đó, những cái loại tình cảm đó không có lâu dài. Make sure that you get physical with each other. Một điều nữa mà chúng ta trong đời sống hôn nhân đó, chúng ta phải lưu ý là mình nên có cái sự đụng chạm thân thể với nhau. Now what I mean by that is not get physical in terms of hitting each other. I mean get physical in terms of intimacy. Tôi không phải đang nói đụng chạm với nhau nghĩa là đấm đá nhau là đụng chạm, nhưng mà tôi nói trong một cái nghĩa ân ái, vuốt ve, ân cần với nhau. When you touch each other, when you kiss each other, when you're intimate with each other, more oxytocin gets developed and produced by the body. Khi vợ chồng hay là những tình nhân mà họ vỗ vai, họ hôn nhau, họ vuốt ve lẫn nhau, thì oxytocin ở trong não nó được tăng lên, phản ứng nhiều hơn. And that's what tells you to bond, trust, and love. Đó là những nơi mà chúng ta có thể tăng trưởng về sự gắn kết tình yêu cũng như sự quý mến lẫn nhau. So there's a life cycle of love that takes place that we all must transition through in order to have a happy marriage. Cho nên nói về đời sống hôn nhân và tình yêu nó có một cái sự sống mà chúng ta cần phải lưu ý. The first thing is mate selection. Cái bước đầu tiên là người ta chọn người phối ngẫu. Before marriage, you have lots of friends. Trước khi kết hôn, chúng ta có biết bao nhiêu bạn bè. In order to get married, you've got to select one of them specifically. Nhưng mà để kết hôn thì chúng ta phải lựa một trong cái số đám bạn bè đó ra một cách cụ thể. So there's a whole process as to how we go about selecting somebody. Nhưng mà để mà chọn một người cho đúng thì nó có nguyên một cái quá trình. I'm not going to be discussing that today, but just know that there's a whole bunch of things that are involved in who you choose. Tôi không có nói về vấn đề đó hôm nay, nhưng mà nhớ rằng chọn người phối ngẫu là cả một cái chuyện rất quan trọng và có một cái quá trình để thực hiện. Once a specific person has been selected, then you start this process that we've spoken about, the mechanics behind it, and you fall in love. Và khi mình đã chọn được rồi thì quý vị nhớ cái hệ thống làm việc của tình yêu, tin tưởng rồi vân vân, chúng ta bắt đầu rơi vào tình trạng thái gọi là lãng mạn ở trong tình yêu. Sometimes and quite often these two are actually reversed. Đôi khi thậm chí nhiều lúc như vậy nữa, hai cái quá trình là chọn và cảm thấy lãng mạn nó bị đảo lộn. You fall in love first and because you're in love you select that person. Thì nhiều lúc của chúng ta yêu một cách lãng mạn trước, mà vì đã lỡ yêu một cách lãng mạn rồi phải chọn người đó. In my case, for example, I never chose my wife. Trong trường hợp của tôi chẳng có chọn vợ tôi. It just happened. Nó chỉ xảy ra ngẫu nhiên như vậy thôi. We worked together at college at a project, and at by the end of the project, we were in love. Chúng tôi đi học đại học cùng nhau làm một cái dự án, và khi xong cái dự án đó thì chúng tôi yêu nhau. So sometimes the selection just happens because the romance and falling in love took place first. Cho nên đôi khi cái sự đảo lộn này nó cũng không phải là xấu. Then quite often people fall out of romantic love. Nhưng mà rồi trong cái con đường tiến triển của tình yêu và hôn nhân, người ta lại rớt ra khỏi cái tình yêu lãng mạn đó. Now don't think of this as a bad thing. This is a good thing. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ tới cái điều này đó là một cái điều xấu, là tình yêu mình cũng còn lãng mạn nữa. Nó có khi because, nó because before this point our love is driven by the dopamine system which is not healthy for us long term. Bởi vì trước khi cái sự này xảy ra, khi chúng ta còn trong tình yêu lãng mạn, tình yêu của chúng ta được lái, được dẫn dắt
bởi cái hệ thống thưởng phạt của dopamine. For love to work and to last, we need to transition beyond just dopamine, reward, punishment, to a deeper kind of love. Để tình yêu có thực, có thể trường tồn vĩnh cửu, có thể tồn tại lâu dài hơn, nó cần phải ra khỏi cái hệ thống thưởng phạt, hưng phấn rồi buồn rầu, mà nó phải đi tới một cái tình trạng tiếp theo. Dopamine-driven love is all about how I feel, my needs. Cái tình trạng yêu thương trong hệ thống thưởng phạt lúc nào cũng đặt cái tôi là trước. Tôi sẽ cảm giác như thế nào, tôi sẽ được cái gì, nhu cầu của tôi là gì. Even when I'm madly in love and I do all these wonderful things for the person I'm in love in, the reason I'm doing it is because the way I feel. Đôi khi quý vị thấy không, chúng ta trong tình yêu lãng mạn, chúng ta làm biết bao nhiêu điều diệu kỳ để được lòng người kia, hoa quà cáp vân vân, nhưng tóm lại cũng chỉ vì cái điều chúng ta muốn khi làm những điều đó. That's why we're in love. She makes me feel so great and I make her feel so great and we're in love. But it's dopamine speaking. It's not real deep love. Cho nên chúng ta thấy khi mình làm cho nhau cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, tại cùng lúc đó mình cũng mong đòi hỏi lại một điều gì đó, mà đó không phải thật sự là tình yêu. So we need to transition out of dopamine-driven love. Chúng ta phải ra khỏi cái hệ thống thưởng phạt bởi được lái bởi cái dopamine ở trong đầu chúng ta để đi đến một tình yêu thật. And so we need to transition to true love. Chúng ta phải đến được cái trạng thái là tình yêu thật mới được. True love is selfless love. Tình yêu thật là tình yêu vô tư kỷ hay là không có nghĩ cho riêng mình. So, here's an artist's rendition of the brain. It's obviously just a drawing. Dĩ nhiên cái hình này chỉ là cái mẫu mô hình của cái bộ não. So you can see that there's a brainstem. This is the brainstem here. That is the part of the brain that regulates your automatic functions, your breathing, your heart rate, regulating survival. Quý vị có thấy cái bộ phận ở đây không? Bộ phận này là cái bộ phận điều khiển con người, hít thở, vận động vân vân, là do bộ phận ở đây của não để điều khiển. Then here you have a middle part of the brain called the midbrain in layman's terms. Nếu quý vị nhìn ở trung tâm não, quý vị có một cái hệ thống nhỏ ở đây. For relationships, this controls our memory and our emotions. Đối với các mối quan hệ tình cảm thì cái vùng này là cái vùng để điều khiển, lưu trữ những ký ức, những kỷ niệm. And then the black part is known as the lobes, the left and right lobe. Thì cái phần ở bên ngoài được người ta gọi tới là bán cầu trái não, trái và phải của não. And for our purposes today, we're going to zoom in on the frontal lobes. Và vì cái mục đích về hôn nhân tình yêu của chúng ta buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào cái thùy não trước. Medical people call it the prefrontal cortex. Người ta gọi là thùy não trước, là cái vùng ở phía trước trán của chúng ta ở đây. That is primarily the part of the brain that is used in decision making, analysis. Quý vị biết rằng cái thùy não trước là cái nơi để quyết định, phân tích và đúng sai để quyết định ở đây. This is where logical thinking takes place. Đây là cái nơi mà chúng ta suy nghĩ logic hợp lý ở tại cái vùng này. Now, when you fall in love, thì khi chúng ta bước vào tình yêu, something strange happens to the brain. Có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra với cái não của chúng ta. Now, I don't know, Pastor, if in Vietnamese you guys have this idiom that says love is blind. Do you guys have that? We have something like that and something even worse than that. Okay, good. I'm going to explain to you where that comes from. Okay, quý vị có nghe nói người Việt Nam mình gọi tình yêu là mù quáng. Nhưng mà tình yêu là mù quáng không phải chỉ là một câu thành ngữ. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho quý vị biết cái tại sao người ta gọi tình yêu là mù quáng theo khoa học, theo y khoa. So your brain, right about in this region where the white spot is, has what is called nucleus accumbens. There's a few of them there. Quý vị thấy có một cái chấm trắng nhỏ ở tại khúc này của não. Tôi đã
tìm được cái chữ chuyên môn, nhưng mà tôi không biết quý vị có từng nghe chưa, cái chỗ này nó gọi là nhân cạp, thùy nhân cạp ở trong bộ não của con người. The nucleus accumbens is similar to your internet router. Nó cái việc của cái chỗ này đó, cái công việc của chỗ này của não là nó giống như cái router của internet ở nhà quý vị. So in normal life, my brain gets information from what I hear, from what I see, from what I taste, smell, feel, etc. Ở trong đời sống thật thì cái bộ não của tôi nó nhận thông tin từ các giác quan của tôi hửi, tôi chạm, tôi thấy, tôi nghe. All of that information, like an internet line, goes to the nucleus accumbens. Thì những cái thông tin này nó giống như một đường dây internet, nó chạy vào trong não tôi. And like a router, the nucleus accumbens then sends that information to the various parts of the brain that needs to deal with it. Nhưng mà nó chạy chính xác là nó chạy vào cái thùy nhân cạp này, là nó giống như một cái router để nó phát sóng wifi trong nhà quý vị đó. Nó vào đây trước, xong rồi nó khuếch đại, nó phát ra khắp thân thể. Now for our purposes today, we're just going to discuss two places that the nucleus accumbens sends the information to. Chúng ta chỉ nói hôm nay hai cái nơi mà cái thùy nhân cạp này nó gửi thông tin tới. It sends information to the prefrontal cortex. Khi nó nhận thông tin, nó gửi tới hai nơi, nó gửi tới thùy não trước. To analyze and to make decisions. Để nó suy nghĩ, phân định đúng sai và đưa ra quyết định. And it also sends all the information that comes in to the amygdala. Nhưng mà cùng lúc đó, nó cũng gửi tất cả những thông tin đó tới một nơi khác gọi là thùy hạch hạnh ở trong não. The amygdala is the part of the brain that deals with danger, red flags, cái thùy, worry. Cái thùy hạch hạnh là cái nơi mà nó cảnh báo chúng ta biết có cái gì đó đáng sợ, có cái gì đó đáng lo, có cái gì đó cần cảnh giác. It deals with threats, for example. Nơi khi giống như khi đối diện với những sự đe dọa. And it has tremendous power because your survival is at stake. Nó có một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng bởi vì nó liên quan tới sự sống còn của chúng ta. The amygdala can turn off the frontal lobes of the brain if not necessary. Khi mà thùy hạch hạnh cảm thấy cần thiết, có mối nguy hiểm quá mức tới, nó có thể khiến cho cả bộ não tắt hoàn toàn và người ta xỉu đi. The amygdala is a really good thing because it warns us when there's dangers, threats and red flags. Nhiệm vụ của thùy hạch hạnh này rất quan trọng. Nó đưa cánh cờ đỏ lên cho chúng ta biết chỗ nào đang có nguy hiểm tới để cảnh giác. It's the amygdala that tells you to run when you see a dangerous animal storming at you. Khi mà thấy một con vật mà nguy hiểm nó đang tiến gần mình thì chính cái thùy này ra tín hiệu là phải chạy. Now, that's how the brain operates under normal circumstances. Đó là trong trường hợp mà mọi thứ diễn ra bình thường thì bộ não sẽ làm những điều giống như vậy. But something very, very strange happens when you fall in love. Nhưng mà có những cái điều nó rất lạ lùng xảy ra khi quý vị yêu. Any and all information that comes into the brain that goes to the nucleus accumbens. Tất cả những thông tin đi vào trong não tới cái thùy mà giống như cái router thùy nhân cạp đó. The nucleus accumbens sends all of that information to the frontal lobes. Thì cái thùy nhân cạp nó gửi thông tin tới thùy não trước. But because you're in love, nhưng mà khi mình yêu đó, it refuses to send any information whatsoever about the person you're in love with to the amygdala. Nó không chịu gửi, nó chỉ gửi tới frontal lobe, nhưng mà nó không chịu gửi tới cái thùy hạch hạnh là cái thùy cảnh giác á, nó không chịu gửi thông tin tới đó. That means the part of your brain that's supposed to see dangers, red flags, threats, etc., doesn't get any information, so it just goes to sleep. Oh wow, tất cả những gì mà liên quan tới cái người mình yêu mà có thể gây hại cho mình và cần phải đưa cờ cảnh giác, mình không hề nhận được thông tin đi ngược về thùy hạch hạnh. This is why we say love is blind. Cho nên đó là tại sao người ta nói tình yêu là mù, không thấy được. Love is blind because your brain for about 18 months is not fully capable of judging the person you're in love with. Người ta thật sự nói là tình yêu là mù là bởi vì bộ não ít nhất là 18 tháng trong cái giai đoạn đó nó không hề có cảnh giác gì, nó không nhận được thông tin gì nguy hiểm về cái người nó đang yêu hết. I can tell you many stories and I'm sure you know some too.
tôi có thể kể quý vị nghe rất nhiều câu chuyện, và tôi biết rằng quý vị cũng biết nhiều câu chuyện nữa. Of people who fell in love. Về những người mà họ yêu. And all of their friends warn them, don't fall in love with this person. This person's bad for you. Và biết bao nhiêu người bạn bè nói đừng có yêu nó là một người xấu. And no matter how many people warn them, và cho dù bao nhiêu người nói đi nữa, they simply say, mình sẽ nói như thế nào? Or you just don't know them well. Oh, bạn chưa có biết ảnh đâu, hay bạn chưa có biết em đó đâu. Or they make excuses for what you point out to them. Hoặc là bạn có nói cho người đó biết một vài cái thông tin, họ cũng sẽ có lý do biện hộ. I even had a friend ask me what I think about a certain lady he was beginning to see. Có một người bạn hỏi tôi nghĩ như thế nào về một cái người phụ nữ khác. And me and a few friends said to him, look, this there's some dangers here. Here's what we see. This woman's not for you. This guy got angry at us. Thì tôi chỉ nói thật với anh bạn, tôi nói không, cái người phụ nữ này không có hợp với anh đâu, không tốt. Thì người bạn nổi giận với tôi. He almost canceled his friendship with us in order to be with her. Anh ta gần như muốn hủy tình bạn với chúng tôi để có thể đi với người đó. He got married to her. Và cuối cùng cưới người đó. It ended in disaster. Và cuối cùng thảm họa của cuộc sống. The reason why this happens, cái lý do mà chuyện này xảy ra, is the nucleus accumbens did not send any information about that person to the amygdala. So there's nothing to warn him. He doesn't see the faults. He doesn't see the problems. Là tại vì cái thùy nhân cạp nó không chịu gửi thông tin về cái thùy hạch hạnh, là cái nơi cứ trung tâm cảnh giác. Người ta không nhìn thấy được một rắc rối nan đề gì hết. So young people, cho nên quý vị, những người trẻ đang nghe tôi, when you fall in love, please force yourself if you have to. Nếu mà đang yêu, làm ơn biểu dặn dò chính bản thân mình. But make sure to consult other people about whom you're falling in love with. Nhưng mà cũng nên tin tưởng và hỏi han ý kiến của những người bên cạnh cuộc đời mình về cái người mà mình đang yêu. Ask your friends what they think. Ask your parents what they think. Hỏi bạn bè, hỏi cha mẹ mình. And pray, pray, pray. Và cầu nguyện. You're vulnerable because your amygdala does not work properly when it comes to that person. Mình ở trong trạng thái rất nguy hiểm khi yêu, bởi vì một phần cảnh giác của não mình không hoạt động. That's why I sometimes say love can be dangerous. Cho nên tôi mới nói tình yêu nguy hiểm lắm. There's a reason why con artists often fall in love with you. Đó là tại sao nhiều khi chúng ta thấy nhiều người yêu đương. Because if they can get you to fall in love with them, you won't see the red flags until it's too late and they've conned you. Và chúng ta thấy là cái điều này được áp dụng ở trong giới ảo thuật. Nếu mà họ khiến cho mình yêu mến họ, mình sẽ không để ý được những cái thủ thuật họ làm và mình sẽ bị lừa. So love can be dangerous. Tình yêu có thể rất nguy hiểm. So why then do we love? Vậy thì yêu làm gì? Why do we take the risk of being hurt? Tại sao phải chấp nhận cái nguy hiểm là mình có thể bị tổn thương? We do so because love is awesome. Chúng ta yêu là bởi vì tình yêu thật đáng quý và rất là diệu kỳ. To have somebody you fully trust that you can share love with, that you can share life with, that will be there no matter what is absolutely fantastic. Để có một người tin tưởng được, chia sẻ cảm xúc được, ở bên cạnh trọn đời là một cái điều mầu nhiệm không thể diễn tả được bằng lời. There is nothing as fulfilling as a wonderful romantic marriage. Không có cái gì quý mà thỏa mãn linh hồn bằng khi mà có được một tình yêu tốt. Let's look at a few things. Number one, love makes us feel so good. Hãy để ý với tôi vài điều. Tình yêu thương khiến cho chúng ta cảm thấy rất là đã. Because you've got these things in the brain that makes you feel this way. Bởi vì có biết bao nhiêu hormone được định ra để khiến cho chúng ta cảm thấy hưng phấn tột cùng. Love also, as we've seen, deactivates the pathway responsible for negative emotions. And you don't see red flags and danger, etc. So
fear, social judgment, none of those things matter when you fall in love because your amygdala is asleep. Nhưng mà cùng lúc đó, tình yêu thương đã tắt đi chế độ hoạt động của cái con đường dẫn tới cái phần não khiến cho chúng ta có thể cảnh giác trước những cái cảm xúc tiêu cực, sợ hãi hay là những sự công bằng trong sự suy nghĩ của chúng ta. So the machinery in the brain that deals with critical assessments of other people, including those assessments of when we're romantically involved, simply shuts down initially when we are romantic. Cái hệ thống phản vệ để mà khiến cho chúng ta có trách nhiệm suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận, suy xét về những người khác, thậm chí về cái việc đánh giá xem những người chúng ta đang ở trong một sự lãng mạn với người đó, hoàn toàn bị shut down hay là bị tắt đi khi chúng ta ở trong một trạng thái lãng mạn. And that's why we say love is blind. Chính vì thế chúng ta nói tình yêu là mù. You can see now why it's important to go through that stage where you fall out of love to a different, deeper love. Giờ đây quý vị và các bạn thấy rằng tại sao nó quan trọng khi chúng ta phải ra khỏi cái trạng thái yêu lãng mạn thì chúng ta mới đến được cái tình yêu thật sự. They say love is blind, but marriage is the glasses that makes you see. Oh. Họ nói rằng tình yêu là mù quáng, nhưng mà hôn nhân là cái mắt kiến để giúp đỡ cho quý vị nhìn thấy. So if you look at brain scans of the reward center, remember that's the dopamine system of love, we see some very interesting things. Khi mà người ta scan cái bộ não để người ta nhìn vào cái dopamine là cái mà để khiến giống như chúng ta thấy hưng phấn khi được thưởng đó, thì người ta thấy những điều sau. We see that love is actually addictive. Chúng ta phát hiện ra là tình yêu nó là một chất gây nghiện. And it can lead us to display obsessive behavior. Nó có thể khiến chúng ta đi đến gọi là một những cái behavior, những cái sự ứng xử mà mang cái tính chất cuồng, đam mê cuồng nhiệt. So when we look at brain scans of people who have just been dumped. Chúng ta bắt đầu scan những bộ não của những người mà bị bỏ đó. These are people that did not want to end the relationship. They were dumped by the other person. Là những người mà không phải là muốn kết thúc tình yêu mà bị người khác ruồng bỏ đó. These brain scans show us that in the reward system, that even though you've been dumped, you still seek love from that person. You still want to kind of possess that person. Khi người ta scan cái phần não của những người này, người ta phát hiện là dù rằng mình bị ruồng bỏ, mà mình vẫn rất khao khát để tìm được cái người đã bỏ mình. It takes a bit of time for that love to wear off, and until it fully does, it possesses you. Cần cả một đoạn thời gian dài để cái hệ thống đó nó tan đi, mà trong khoảng thời gian đó thì nó chiếm hữu lấy con người của mình. We look at the scans and we look at the nucleus accumbens in the brain, and we see that it measures gains versus losses. Và chúng ta bắt đầu nhìn vào cái thùy khác của não thì chúng ta thấy cái người mà bị ruồng bỏ này họ bắt đầu cân đo đong đếm giữa cái việc những cái điều mình sẽ được thêm và những điều mình đã mất đi là gì. And when you've been dumped, it focuses on everything you've lost. Khi mà bị bỏ thì cái nó phần não đó nó chỉ chú tâm là mình đã bị mất rất nhiều mà thôi. And we don't want to lose the wonderful euphoria and everything we experience, and so we cling for what we've lost. Và chính vì mình không muốn mất những điều đó, cho nên mình làm tất cả để bám víu, để giữ lại những điều mà mình đã rất khó khăn để có. We also see in these brain scans that deep attachment still continues a little bit. It maintains the attachment over time, and it takes time to wear off. Chúng ta scan cái bộ não và chúng ta phát hiện là cái sự quyến luyến gắn bó khao khát mà được hòa quyện tâm hồn đó nó vẫn còn trong người đó và nó rất một thời gian nó mới tan đi. So you can see that the brain is actually fighting the fact that you're dumped. It doesn't want to believe it. It wants to cling to something that you've lost, and it makes you want it even more. Cho nên cái bộ não đó nó chống lại mình, nó đấu với mình, nó không cho mình chấp nhận sự thật là mình đã bị bỏ. Mà mình vẫn còn khao khát, vẫn còn mong bám víu lấy cái điều đó. So let's look at what we've seen thus far. The reward system is wanting
and seeking motivation and cravings, etc., to have what it can't have because it's been dumped. Chúng ta thấy cái hệ thống yêu đương mà vẫn còn ở trong cái sự hưng phấn khi được thưởng đó, nó vẫn đòi hỏi, nó vẫn tìm kiếm và nó vẫn năng động làm việc để thèm khát, cho dù là nó đã bị bỏ, người mình đã bị người khác bỏ rồi. So the parts in the brain that wants things, that craves things, become more active. And so that's why we find that people that have just been dumped, they'll start eating a lot of ice cream or do things to make, try and do things to make them feel better, to satisfy that craving of the brain. Cho nên quý vị để ý, những người mà khi bị bỏ trong một mối quan hệ đó, sau đó họ thường làm là họ có một những cái trạng thái, những cái behavior lạ, giống như ăn rất nhiều kem, làm rất nhiều điều để đã bản thân mình, đi shopping, đi mua sắm, để cho họ thoát được cái sự craving, cái đòi hỏi mà họ đang thiếu thốn đó. This is why people kill themselves. This is why they start wars. This is why they commit crimes of passion. Because the brain craves what they can't have. And then they do crazy things to try and get it. Cho nên tại sao nhiều người trong trạng thái đó đó, họ tự sát, họ giết người khác, hay là họ gây chiến tranh với người khác, hay là họ phạm những cái tội mà thuộc về passion, rồi họ bỏ tất cả mọi thứ chỉ đi tìm cái tình yêu đó lại, là bởi vì cái não lúc này nó làm việc hết tốc lực để đắp lại cái phần nó đã bị mất. So here we have two brain scans. Đây là chúng ta thấy hai bộ não đây. The person on the right has just been dumped. Người ở bên tay phải đó là người vừa mới bị ruồng bỏ. Red shows activation and blue shows deactivation in the brain. Màu đỏ là cái phần mà năng động làm việc, còn màu xanh là phần bị không làm việc. So you can see the person in the on the left who is happily in love compared to the person in the right who has just been dumped. You can see that their brain, the exact same parts are functioning in an opposite way. Quý vị có thể thấy đối với cái người mà đang có hôn nhân tình yêu tốt đẹp và cái người không có đó, những cái vị trí làm việc nó vẫn giống y hệt như nhau, nhưng mà nó làm việc ngược chiều. And I want to focus here where you can see the little white circle that I've put there for you. Và quý vị hãy để ý vào hai cái vòng trắng mà tôi đã vẽ ra ở đây. That is called the cadet center in the brain. Đó là một cái trung tâm ở trong bộ não của chúng ta. You can see that the person who is in love and happy, that part of the brain is active. The person who has just been dumped, that part is not reacting at all. Quý vị có thể thấy rằng trong cái não của cái người mà đang có một cái cuộc tình yêu hạnh phúc, cái phần não đó nó làm việc điều hòa, còn phần bên đây nó đứng lại không làm việc nữa. The cadet center in the brain regulates selflessness. Cái phần này đó mà quý vị thấy tô trắng ở đây đó là cái phần của bộ não để quyết định cái tính gọi là vô tư kỷ của một người, là cái người đó không bao giờ đặt mình là quan trọng nhất. That's the part of the brain that is active when we are altruistic. Nếu mà chúng ta đang ở trong trạng thái tốt và lành mạnh đó. So these parts here have to do with reward systems. And that's more selfish love. I need to get what I've lost. That's why you can see that part is very active in this person. But the selfness part there is not active. Quý vị có thể thấy một điều như thế này nè. Tôi xin nói rõ hơn. Hai cái vòng tròn trắng này là quyết định là mình hy sinh vô tư kỷ. Và ba cái hình tam giác ở đây á, là cái hệ thống mà yêu thương, mà não nó đòi phải thưởng cho nó tiếp tục những cái điều nó muốn đó. Thì khi mà người bị mất người yêu, thì cái phần mà hy sinh nó tắt hoàn toàn, không còn nghĩ đến người khác nữa, mà cái phần đòi cho mình thì nó hoặc làm việc hết tốc lực. The person on the left is at the true love stage. Người mà ở bên tay trái đây là người ở trong tình yêu thật, đã vào được cái giai đoạn tình yêu thật rồi. Because the motivation for the love is not the reward system that you can see is blue. Quý vị có thể thấy là cái phần làm việc mạnh hơn của người này đó là không phải cái hệ thống yêu đương đòi hỏi, nó đã không còn làm việc nữa rồi. This person has fallen out of love for the cravings for just self. Cái người này đã thoát được ra khỏi cái tình trạng yêu đương mà chỉ đòi hỏi sự lãng mạn, sự hưng phấn cho riêng mình rồi. This person has true love because
It's about the other person, not them. Người này đã tìm được tình yêu thật bởi vì giờ phút này tập trung chiều hướng của người này hướng tới là nghĩ tới người khác chứ không còn nghĩ cho mình nữa rồi. That person's love is all about altruism and selflessness. Đó là khi người đã tới được tình trạng vô tư kỷ và luôn hy sinh cho người khác. So there's good kind of loves and there's bad kind of loves. Chúng ta có thể thấy là tình yêu có cái loại tình yêu tốt và có loại tình yêu xấu. And we want to transition to the good kind, the selfless kind. Chúng ta muốn đi tới một cái loại tình yêu tốt, tình yêu vô tư kỷ. I'm going to show you a very interesting experiment that measures selflessness in love. Tôi muốn cho quý vị thấy một cái sự cuộc thí nghiệm để nói về cái tình trạng mà yêu thương mà hy sinh và không vô tư kỷ. When we compare selfless love to selfish love, we can see that they're very, very different. Khi chúng ta so sánh tình yêu ích kỷ và tình yêu vô tư kỷ, chúng ta thấy nó hoàn toàn khác nhau. Here are some differences. Đây là những sự khác nhau đó. Selfish love typically is only short term. It doesn't last long term. Tình yêu gọi là ích kỷ đó, nó thường là ngắn hạn, nó không nghĩ lâu dài. Selfish love increases levels of stress and anxiety. Tình yêu ích kỷ nó tăng cái sự căng thẳng và lo lắng. You're constantly worrying about losing all these things that you get. Chúng ta, cái người đó luôn lo lắng là mình sẽ bị đánh mất cái điều mà mình đã cố gắng chiếm được. You're fearful the person is going to leave you. You're fearful they're no longer going to love you. You're fearful that these feelings of euphoria and everything is going to disappear. Mình lo lắng là cái người đó không còn yêu mình nữa, sẽ rời xa mình và những gì mình đã vun đắp sẽ không còn đáp trả lại cho mình nữa. The person who loves because of selflessness doesn't have that. Vô tư kỷ thì lại không bị cái đó. Their stress and anxiety is actually lower. Thì cái sự căng thẳng và lo lắng của người đó trong tình yêu nó thấp hơn. Because they're not loving for what they're getting. They're loving simply because they love. Bởi vì họ không phải yêu để được nhận gì, họ yêu là vì cho đi. All the things they get is just a wonderful byproduct, but that's not the chief reason for them being in this relationship. Vì họ có một cái tinh thần vô tư kỷ như vậy, họ nhận được rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà đó là cái sản phẩm phụ được sanh ra chứ không phải là động cơ của họ. So this gives the selfish love insecurity. Cho nên tình yêu thương ích kỷ luôn cảm thấy insecure hay là cảm thấy không có yên tâm. But it gives selfless love tremendous levels of security. Nhưng mà tình yêu vô tư kỷ thì cảm thấy rất yên tâm. If I mess up and make a mistake, my wife's not just going to leave me. Why? Because she doesn't love me for what I do or for what she gets. She loves me because she loves me selflessly. Cho nên nếu mà tôi làm cái gì sai, vợ tôi không bỏ tôi không phải là bởi vì cổ yêu tôi để cổ được những gì từ tôi, nhưng mà vì cổ yêu tôi bởi vì tính của cổ và sự hy sinh của cổ mà thôi. Selfish love is all about excitement and thrill. Cái tình yêu ích kỷ lúc nào nó cũng đòi hỏi hưng phấn và những cái cảm giác gọi là tột đỉnh. And selfless love is a state of calm. Nhưng mà tình yêu vô tư kỷ lại rất điềm đạm, ân cần. This is true even sexually. Kể cả trong đời sống tình dục. Couples whose love is driven by dopamine. Những cái cặp đôi, những cái lứa đôi mà yêu đương nhau mà được trong cái hệ thống thưởng phạt của dopamine đó. The brain builds up tolerance against too high levels of dopamine. Thì cái bộ não nó đưa ra chất chống lại những cái mức độ tăng quá cao của chất dopamine. And before long you don't feel as euphoric as before. Cho nên khi mình cảm thấy hưng phấn quá nhưng mà não nó lại khống chế lại thì mình lại không cảm thấy hưng phấn nữa. And the only way to maintain it is to do wilder things. Cho nên để mà mình còn cảm thấy hưng phấn là mình phải đòi cái gì nó ghê gớm khủng khiếp hơn như vậy nữa. So these people are never satisfied with the sex they have. Cho nên những cái cặp đôi lứa đôi này không bao giờ thỏa mãn đời sống tình dục của mình. The selfless people don't need to get that kick from the dopamine system. They're in a state of calm.
They're satisfied. Nhưng mà, even doing the same thing for 50 years, no problem for them. Nhưng mà những người mà trong tình yêu vô tư kỷ đó, họ không phải đi tìm kiếm cái đó, họ điềm đạm, họ yêu đương, họ có thể làm y hệt như vậy hơn 50 năm không thành vấn đề. Now, this doesn't mean that they can't also be exciting and be excited, but they don't have to have that in order to think that the relationship is great or that, oh boy, if I don't have that, something's wrong. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những cặp đôi này họ nhàm chán, họ không thể tìm kiếm sự hưng phấn riêng của họ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là họ không cần phải có cái đó mới people có thể who yêu. Love just with a dopamine kind of selfish love, it's all about the rewards and feeling a certain way. Những người mà yêu đương vẫn còn chưa thoát khỏi tình trạng ích kỷ, họ vẫn còn trong tình trạng tìm kiếm sự thưởng phạt và phải làm theo một cách nhất định nào đó. The people that love selflessly is not about that. For them it's about attachment and bonding. Nhưng mà trong những tình yêu thật á, người ta không phải tìm kiếm hưng phấn hay là cho riêng mình, mà người ta tìm kiếm sự quyến luyến, hòa quyện, gắn bó, keo sơn với nhau. Selfish love is self-focused, whereas selfless love is other-focused. Tình yêu ích kỷ thì đặt cái tôi của mình làm trọng tâm, còn tình yêu vô tư kỷ thì đặt người khác làm trọng tâm. So selfless appreciation of your partner's strengths have tremendous benefits for your relationship. Cho nên một cái sự trân quý, trân trọng người phối ngẫu của mình, những cái điểm mạnh của người phối ngẫu mình một cách vô tư kỷ là một điều rất quan trọng. Before I share with you what those benefits are, I want to encourage you guys to really, in a selfless way, start appreciating your spouse's strengths. Trước khi tôi nói tới những cái ích lợi, tôi muốn đưa một lời khuyến khích cho tất cả quý vị. Hãy cố gắng nỗ lực một cách không có ý định riêng, không có ý tưởng xấu, không có ý tưởng ích kỷ, trân trọng người phối ngẫu của mình. Here's what will happen to your relationships when you do that. Khi mình làm như vậy thì những ích lợi này sẽ đến trong mối quan hệ của mình. Number one, it leads to self-expansion. Nó sẽ khiến cho chúng ta rộng mở hơn. This is where both me and my spouse actually grows and develops. Đó có nghĩa là chính tôi và người bạn đời của tôi, cả hai người đều tăng trưởng hơn. My spouse develops because when I appreciate her strengths, she becomes cognitive of those and invests to develop them even more. Quý vị thấy không, khi tôi trân trọng và nói cho vợ tôi biết điểm mạnh của cô, thì cô lại phát triển cái điểm mạnh đó hơn nữa. And I expand because I'm not just inwardly focused, I'm focused on her and what matters to her. And so I grow in appreciation of her. Còn tôi cũng được tăng trưởng bởi vì tôi không còn tập trung vô tôi nữa, cái gì tôi cũng phải hơn. Và tôi lại thấy được điểm mạnh của vợ tôi và tôi nói điều đó với cô là tôi cũng đã tăng trưởng rồi. The next one is that it motivates each of you to support the pursuit of their own goals. Nếu mà chúng ta trân trọng người phối ngẫu của mình và những điều tốt, những điểm mạnh của người, thì chúng ta sẽ có thêm sự ủng hộ để đạt được những mục tiêu trong đời sống của mình. When you start appreciating your spouse's strengths, then you will support them pursuing goals related to those strengths, instead of keeping them prisoner so they can't be who they want to be or grow into whom they want to be. Khi chúng ta thấy được điểm mạnh của người phối ngẫu mình và chúng ta trân trọng điều đó, chúng ta sẽ thúc đẩy ủng hộ cho người đó đạt được cái ước nguyện, cái mục tiêu của người, không phải chúng ta giam người trong một cái ngục tù của sự giới hạn. The next one is intimacy just flourishes, both emotional intimacy as well as physical intimacy. Chúng ta sẽ có sự tâm giao từ tâm hồn cho đến thể xác. When we're selfless and we focus on our spouses, we become more attractive to them. Khi chúng ta trở nên một người vô tư kỷ và nghĩ đến người phối ngẫu của mình, chúng ta lại ngược lại trở nên một cái gì đó vô cùng hấp dẫn với người đó. And when I'm not focused on my needs and I start seeing her and her needs, etc., then my focus on her, all of a sudden she also becomes more attractive to me. Và khi tôi không còn nghĩ đến mình nữa và tôi nghĩ đến nhu cầu của vợ tôi, thì tôi lại thấy vợ tôi trở nên hấp dẫn hơn đối với tôi nhiều.
And with increased levels of attractiveness between both of us, intimacy just grows and flourishes. Nếu mà chúng ta tiếp tục làm như vậy, thì sự hòa quyện giữa hai tâm hồn, giữa hai thể xác mỗi ngày sẽ càng đậm đà, thấm thiết hơn. Relational satisfaction just goes up and grows. Sự tương giao giữa người và người của tình yêu cũng tăng rất là nhanh. The more selfless you are, the more happy the other person will be with the relationship. Khi chúng ta càng ít cái tôi, ích kỷ, càng ít ích kỷ bao nhiêu, thì người kia càng cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trong cái tình cảm đó bấy nhiêu. The next thing that develops is commitment. Cái điều tiếp theo xảy ra đó là sự cam kết. Commitment is the glue that keeps the relationship together when storms come. Quý vị nên nhớ rằng sự cam kết là cái chất keo dán để gìn giữ hôn nhân gia đình khi những dông bão của cuộc đời tìm tới. Human beings don't tend to commit to people who are selfish and it's always only about them. Không có con người nào thích cam kết cuộc đời mình với một người mà chỉ biết nghĩ cho mình. We commit more to people who are interested in our well-being. Chúng ta thường cam kết đời mình nhiều hơn cho những người nghĩ cho mình. So the more selfless you and your spouse are, the more the levels of commitment will increase. Cho nên nếu hai người phối ngẫu, người nào cũng nghĩ cho người khác, thì sự cam kết này nó gắn chừng biết dường bao. And then lastly, it persuades us to invest more in the relationship in terms of sacrifice. If I'm selfless, I'm willing to let go of my needs and sacrifice more for my wife. Nó sẽ hướng chúng ta tới một cái tinh thần của sự hy sinh ở trong tình yêu. Jeremy Adam Smith writes. Ông Jeremy Adam Smith, ông viết như thế này. The importance of feel-good hormones like serotonin and dopamine may decline over the course of the relationship, but a love that reaches maturity will bind the lovers on a neurological level. Ông nói như thế này, tầm quan trọng của những hormone khiến cho chúng ta cảm thấy hưng phấn thoải mái giống như serotonin and dopamine sẽ giảm xuống theo độ dài của mối quan hệ. Nhưng một tình yêu đã đi đến độ trưởng thành sẽ nối kết những người yêu nhau lại ở một mức độ của thần kinh học, của thần kinh. Nói một cách khác là trong suy nghĩ, trong thần kinh vừa thật thuộc thể lẫn thuộc trí, thuộc linh, chúng ta sẽ rất hàn gắn với nhau. This is true. We want to transition from dopamine love in the reward center to cadet love, which is selfless. This is pure love. Chúng ta phải chuyển từ cái tình yêu ấu chỉ, đòi hỏi, ích kỷ, thưởng phạt, tìm kiếm cho mình sang một tình yêu vô tư kỷ, hy sinh và thật sự cũng như trưởng thành. So what can you do to enhance your relationship now that you know a little bit about the neurological responses to love and the physiological and psychological responses? What can you do to improve your marriage? Vậy thì khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể làm gì để có thể giúp ích cho đời sống hôn nhân của chính chúng ta đây? Number one, practice relational selflessness. Điều đầu tiên, hãy thực tập, thực hành, đừng tức là sự không nghĩ cho bản thân mình trong mối quan hệ với người. Put your needs aside. Hãy đặt những cái nhu cầu của mình qua một bên. Focus on your spouse, whether you get something back or not. Hãy nghĩ đến cho người phối ngẫu của mình, cho dù mình có được lại điều gì hay không. By the way, if you do this, you don't really need to worry about getting anything back, because the natural human response to kindness, to love, to selflessness is to reciprocate it. Quý vị đừng lo lắng là nếu mà tôi cho đi thì có nhận lại được gì không, mà hãy biết rằng theo bản chất, bản năng tự nhiên của con người để đáp ứng lại với sự tử tế và yêu thương dành cho mình mà thật sự đó là bắt buộc họ sẽ cho đi, họ sẽ đáp ứng lại. So as long as your spouse is psychologically normal, your spouse will become more selfless to you the more selflessness you show to her. Cho nên nếu mà người phối ngẫu của mình mà còn nằm trong phạm vi gọi là tâm lý bình thường thì chắc chắn người đó sẽ đáp lại. So focus on your spouse instead of on yourself.
Hãy nghĩ đến người phối ngẫu của mình nhiều hơn thay vì tập trung vào bản thân. In fact, forget that you and your needs even exist. Thậm chí hãy quên đi là mình và những nhu cầu của mình là còn nữa. Forget about yourself. Quên bản thân mình luôn đi. Make sure you discuss, if you're not married yet, marital choice with trusted people such as friends and family. Nếu quý vị chưa có kết hôn thì hãy đảm bảo rằng mình có thảo luận những quyết định trong hôn nhân với những người mà mình tin tưởng. Because you don't want to make a mistake when you're blindly in love. Cho nên bởi vì quý vị không muốn làm những sự sai lầm khi mình đang ở trong tình trạng nhớ không quý vị là bị mù mà. If your relationship is new, take it slow, grow it, invest in it. Don't just go crazy up front because it takes time for the brain to transition from the dopamine system to the Godet center. Quý vị nên nhớ nói về phương diện thể chất, nếu mà chúng ta có một tình yêu mới, hãy từ từ, hãy điềm đạm mà tiến tới, đừng hối hả, tại vì bộ não cần phải có thời gian để chuyển từ cái hệ thống dựa trên dopamine để sang một cái hệ thống của sự hy sinh. If you make a commitment while you're still having dopamine driven love, you're bound to make a mistake because your decision is made based upon how you feel instead of whether this person is the right person for you or not. Nếu chúng ta vẫn còn ở trong cái trạng thái của hệ thống yêu đương mà theo lối tìm kiếm cho chính mình đó, chúng ta làm sự quyết định gì cũng sai hết chứ không phải là sự quyết định chững chạc và thành công. On the other hand, I also want to say, hurry up, because you don't want to wait forever before making decisions. Nhưng mà go for it. Yeah. Nhưng mà mặt khác đó thì tôi muốn quý vị rằng những người mà yêu đương cũng phải nhanh chóng hơn chứ đừng có đợi forever, đợi mãi mãi khi mà làm cái sự quyết định gì đó. I have seen many people where everything's in place, they're the right age, they've got jobs, everything's right, and they keep on dating for 5, 6, 7, 8 years without getting married. That is not healthy. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, họ đã ở trong một cái trạng thái rất thoải mái, việc làm, nhà cửa, vân vân, để có thể kết hôn nhưng mà họ vẫn tiếp tục sống 5, 7, 8 năm mà không chịu cưới. I'm winding down this session now. Tôi đang đi đến phần kết thúc của session này. You can see that God's advice that two shall become one really is true. Quý vị có biết Đức Chúa Trời chúng ta phán trong Sáng Thế Ký là hai người sẽ trở nên một thịt, điều này rất là đúng, hoàn toàn đúng. As long as I'm focused on myself and my spouse is focused on herself, we remain separated. Hễ mà tôi và vợ tôi mà còn chỉ nghĩ cho bản thân mình bao nhiêu thì chúng tôi vẫn là hai người. The more selfless we become, the more united we become. Nhưng mà khi chúng tôi quên bản thân mình mà nghĩ cho người đối diện thì chúng tôi lại hiệp nhất với nhau hơn. So this alignment even happens on a neurological level where things begin to change in the brain, moving to the Godet center, driving us together. Quý vị nên nhớ khi hai bộ não mà được condition, được khiến cho suy nghĩ và đường lối nó trở nên giống nhau hơn thì nó nhịp điệu, nó hòa quyện, nó cùng tần số với nhau. And here's how you recognize it. Và đây là cách chúng ta nhận biết điều đó. People who are in love this way have the ability to be on the same page as their spouse. Quý vị để ý những người mà cùng yêu đương theo một lối này, họ dường như cùng một nhịp điệu và tư tưởng suy nghĩ với người phối ngẫu của mình. They can detect that their spouse is going through something, is troubled, is pained, etc. long before anybody else has any idea that something's going on. Thậm chí người ta hay thường nghe nói như thần giao cách cảm phải không? Là họ biết cái người phối ngẫu của mình đang buồn, đang gì đó, thậm chí trước khi tất cả mọi người khác biết. They're just in tune with each other. Họ in tune có nghĩa là họ đồng một tần số với nhau, đồng điệu với nhau. And when they're so in sync with each other, lovers become more willing and able to make sacrifices for each other and for the relationship. Và khi hai tâm trí này trở nên một nhịp, hai trái tim này trở nên một nhịp thì họ sẵn sàng hy sinh cho nhau nhiều hơn.
if my spouse is just out for herself to get as much from me as she can, why would I be motivated to sacrifice even more? Nếu mà vợ tôi chỉ sống vì cổ và cái gì cũng do cổ thì tại sao tôi có được cái động lực để hy sinh nhiều hơn? But if I see my spouse loving me selflessly, sacrificing for me, then of course that motivates me to do the same for her, and we both sacrifice more for each other and for the relationship, which is wonderful. Nhưng khi tôi thấy vợ tôi sống hy sinh và nghĩ đến ích lợi của tôi cũng sẽ làm y hệt như vậy, thì tôi với vợ tôi đã trở thành một rồi. And of course, sacrifice leads to gratitude, and gratitude leads to more commitment. Khi chúng ta biết hy sinh, thì chúng ta sẽ dẫn đến sự biết ơn của người khác. Mà khi có thêm lòng biết ơn đối với lẫn nhau, thì chúng ta sẽ có cam kết sâu đậm hơn với nhau. In this last section, we're going to spend a little bit of time looking at the mechanics of love from the perspective of gratitude, commitment, and so forth. Chúng ta sẽ dành cái phần cuối nho nhỏ này của section này để nói tới cái ích lợi của cái sự biết ơn và những cái sự thỏa mãn đời sống tâm hồn của chúng ta. So the point here is sacrifice for your spouse. Cho nên cái điều muốn nhấn mạnh mà tôi muốn nói đó, cái bí quyết là hãy hy sinh vì người phối ngẫu của mình. So let's talk about gratitude a little bit. Hãy nói về lòng biết ơn một chút thưa bạn chị em. The couples that have the most gratitude, when their gratitude gets elevated, their relational satisfaction as well as life satisfaction also gets pulled up. Khi mà sự biết ơn mà một gia đình dành cho nhau, vợ chồng trong tình yêu cũng vậy, mà càng lên cao bao nhiêu thì nó càng kéo theo những sự thỏa mãn của mối quan hệ và của đời sống lên bấy nhiêu. This is important because it tells us that they're not just happy with their spouse. These people tend to be happier at life. They're happier at work. They have a happier relationship with others as well. Không phải là chỉ họ cảm thấy hạnh phúc với nhau mà họ hạnh phúc với đời này. Cái tầm nhìn thế giới quan của họ nó cởi mở, nó hạnh phúc, nó tốt đẹp hơn rất nhiều. So how does this work? Điều này làm sao đây thưa quý vị? Well, it all works looking at sacrifice and the motive for that sacrifice. Chúng ta nên nhớ hy sinh cũng có động cơ đằng sau. Why do you make sacrifices for your spouse? Tại sao bạn lại hy sinh cho người phối ngẫu của mình? Whenever you make a sacrifice, your spouse, in her or his mind, determines why you made that sacrifice. Khi mà bạn làm một sự hy sinh, thì người phối ngẫu của bạn đặt một câu hỏi, tại sao người chồng hay người vợ của mình lại làm điều đó? And there's typically three categories of reasons for why we make sacrifices for each other. Và có ba nhóm lý do tại sao người ta làm sự hy sinh cho nhau. Number one, they're self-focused. Điều thứ nhất, hy sinh vì động cơ hướng về bản thân mình. Even though I'm sacrificing for you, I'm doing so because it makes me feel good. Không phải tôi đòi hỏi cái gì từ cái người mà tôi hy sinh cho, nhưng mà tôi hy sinh cho em, cho anh bởi vì tôi cảm thấy thoải mái. It makes us feel good about ourselves. Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái, cảm thấy tôi là người tốt. Tôi thấy tôi tốt là nên tôi hy sinh cho anh, cho em. The second reason why we sacrifice is relationship focused. I sacrifice to promote the well-being of the relationship. Hoặc là cái nhóm lý do thứ hai là tôi hy sinh là để cho mối quan hệ của chúng ta được tốt hơn. Now, this is a better reason to sacrifice than doing so for selfish reasons. Chúng ta nên nhớ, làm như vậy cũng chưa phải thật sự là hy sinh. But it's still kind of selfish, because if I do so to invest to make the relationship better, I still gain because I've got a good relationship. Quý vị thấy không? Mình hy sinh để cho cái mối quan hệ tốt hơn, thì chính mình ở trong đó cũng có một phần lợi. The best reason to sacrifice. Vậy thì lý do tốt nhất để hy sinh đó là gì? Is simply to be partner focused, selflessness. Là hy sinh vì mình focus, mình tập trung cho người phối ngẫu của mình, không phải cho bản thân mình. People who are partner focused
sacrifice to promote the spouse's well-being, not the relationship, not me, the spouse's. Người mà thật sự đến được cái mức độ này đó, người ta hy sinh không phải để cho mối quan hệ được tốt, không phải để cho họ cảm thấy họ là người tốt, nhưng mà họ hy sinh để cho người phối ngẫu của mình được điều tốt. So if you sacrifice, your spouse tries and determines why did you do so. Cho nên khi quý vị hy sinh, người phối ngẫu của chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao lại như vậy? If your spouse determines that you sacrificed for self-focused reasons or relationship-focused reasons, it doesn't have a great impact. Nếu mà người phối ngẫu của chúng ta thấy mình hy sinh bởi vì mình sẽ cảm thấy mình là người tốt hay là vì cái mối quan hệ nó sẽ trở nên tốt hơn, thật sự nó không đem lại ích lợi gì nhiều hết. Your spouse's level of gratitude, and remember, gratitude impacts the relational and life satisfaction. Nhưng mà chỉ có sự hy sinh thật nó mới khiến cho lòng biết ơn tăng, và lòng biết ơn tăng thì tất cả mọi thứ khác cũng sẽ tăng trong mối quan hệ. So the only motive that elevates gratitude is partner-focused sacrifice. Cho nên cái điều hay nhất, tốt nhất để hy sinh đó là hy sinh chỉ vì một mục đích gây dựng cho người mà mình yêu. This is what promotes gratitude. Đây mới thật sự là lý do tăng cái lòng biết ơn trong mối quan hệ. And that increases the partner's responsiveness to you. Và điều đó sẽ khiến cho người phối ngẫu của bạn cũng sẽ đáp ứng lại với bạn tốt hơn rất nhiều. So let's look at the mechanics of how gratitude and commitment and an investment or sacrifice works. Quý vị hãy nhìn xem coi cái cách mà lòng biết ơn, sự cam kết và sự hy sinh nó làm việc với nhau như thế nào. So investment or sacrifice, as long as it's person focused, spouse focused, khi mà cái sự hy sinh mà hy sinh chỉ vì người phối ngẫu của mình á, makes your spouse more grateful, thì sẽ khiến những người phối ngẫu của mình biết ơn nhiều hơn. And the more grateful your spouse is, the more the spouse commits to you. Thì cái người phối ngẫu của mình biết ơn nhiều hơn thì cam kết cho mình nhiều hơn. And the more your spouse commits to you, the stronger your relationship. Và khi cái người phối ngẫu của mình cam kết với mình, trung thành với mình, chung thủy với mình nhiều hơn thì cái mối quan hệ của mình nó tốt hơn. So let's look a little bit at responsiveness to gratitude. Chúng ta hãy nhìn vào cái cách đáp ứng lại đối với lòng biết ơn. Researchers do a little experiment. Những cái nhà nghiên cứu họ đã làm một cái thí nghiệm như thế này. They divide people into two different groups. Họ chia con người ta ra làm hai nhóm. To group one, they say, you need to, over the course of a month, express gratitude to your spouse every day. Nhóm thứ nhất, họ nói trong vòng một tháng, mỗi ngày hãy bày tỏ lòng biết ơn của quý vị đối với người phối ngẫu của mình. To the second group, they say, you express gratitude to other people and things that you're not in a great relationship with. Và cái nhóm thứ hai là hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người khác, những điều khác, những điều mà mình không có gọi là ở trong một cái mối quan hệ tình cảm với những điều đó. This is the control group to measure the real difference that expressing gratitude daily to your spouse makes versus just expressing gratitude and it's not in a meaningful relationship. Và họ dùng cái sự so sánh giữa những người chỉ biết ơn những người chung quanh mà và với cái nhóm người mà biết ơn cái người bạn đời, cái người phối ngẫu của mình. The results, here we go. Kết quả là there was a moderate effect on personal and relational well-being. Những người mà bày tỏ lòng biết ơn với người phối ngẫu của mình ở một phương diện cá nhân và các mối quan hệ sức khỏe cân bằng của người đó đều tốt hơn. The greatest benefit was both to personal and relational well-being when the recipient was responsive to the gratitude. Cái kết quả của những người mà đáp ứng lại với cái lòng biết ơn nó cũng trở nên rất là tốt. This was not present with the second group that expressed fake gratitude.
nên cái điều này không xảy ra với cái nhóm người mà chỉ bày tỏ lòng biết ơn xã hội ở bên ngoài. So what does this mean? Điều này có nghĩa là gì? Basically it tells us that when you express gratitude to your spouse and your spouse is responsive to your gratitude, that yourself, your personal and relational well-being flourishes. Điều này có nghĩa là khi chúng ta, khi người phối ngẫu chúng ta biết ơn, chúng ta đáp ứng lại, thì cả hai người đều trở nên lành mạnh và tốt đẹp hơn ở trong cuộc sống. So once again, I want to encourage you, love selflessly, sacrifice and express gratitude. Một lần nữa tôi muốn kêu gọi chúng ta hãy yêu một cách vô tư kỷ, hãy biết ơn, hãy trân trọng người phối ngẫu của mình. So, in closing, what can we do to make a difference? Và để kết luận thì chúng ta có thể làm gì để làm nên một sự khác biệt? Always be grateful. Luôn luôn biết ơn. Express your gratefulness to your spouse. Nhưng mà phải bày tỏ cái sự biết ơn đó đối với người phối ngẫu của mình. Every day. Mỗi ngày. Number two, always be receptive to gratefulness. À, ngược lại, khi người phối ngẫu của mình có lòng biết ơn mình phải mở lòng cho người thấy rằng mình rất là đáp ứng lại cái điều đó. If your spouse says to you, "This meal was the best meal I've ever had. Thank you so much." Nếu mà người chồng, người vợ của mình nói cái bữa ăn hôm nay là bữa ăn ngon mà trước giờ anh chưa được ăn. Simply accept it. Don't start thinking, I wonder what he wants tonight. Ông khen như vậy, đừng có tự đặt câu hỏi, tôi không biết tối nay ông muốn cái gì đây. Just respond and receive the gratefulness. Chỉ cần tiếp nhận và đáp ứng lại cái sự biết ơn đó. Remember, if both of you love selflessly, then the appreciation and gratefulness that is being expressed is not to get something back. Nên nhớ, nếu chúng ta thật sự yêu thương theo đúng con đường, thì chúng ta bày tỏ lại với cái sự biết ơn nó không phải để được cái gì nữa hết. Hay là bày tỏ lòng biết ơn không phải là để được cái gì từ người kia. Number three, look for and see the positive in your spouse. Hãy cố gắng tìm kiếm để thấy những điều tốt đẹp và tích cực trong người bạn đời của mình. You'll be happier. Quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Your spouse will be happier. Người phối ngẫu của quý vị cũng sẽ thấy hạnh phúc hơn. Quite often we're constantly looking for wrong. Why don't we look for what's right and what's positive and beautiful? Thường thường chúng ta đi tìm những điểm khuyết. Tại sao chúng ta không tìm những điểm đẹp, những điểm tốt, những điểm tích cực? Thank God for your spouse every day. Mỗi ngày hãy tạ ơn Chúa đã ban cho mình người phối ngẫu đó. I pray for my spouse every day and I thank God for giving her to me. It changes you. Tôi cầu nguyện với Chúa mỗi ngày đã ban cho tôi người vợ và khi làm như vậy nó thay đổi tôi. You see, it's very difficult to pray and say, "Thank you, Lord, for my spouse." And then 2 minutes later, blame her for something. Thật là khó khi mà mỗi ngày mình cầu nguyện nó con tạ ơn Chúa đã ban cho con người vợ như thế này mà 2 phút sau mình lại chê cái gì ở trong cổ. There's lots of research that show that couples that pray for each other do better. Quý vị có biết nghiên cứu cũng chỉ ra những người chồng người vợ mà cầu nguyện cho người phối ngẫu của mình đó thì cái hôn nhân của họ nó tốt hơn. Thank your spouse for the investment and the sacrifice that your spouse makes for you. Hãy cảm ơn người bạn đời của mình về những sự hy sinh mà người đã làm cho mình. We will end there. And Pastor, you take over. Are you going to have question and answer now? Are you taking a break? What do you want us to do? Yes, first of all, thank you. There's something I learned, a new thing I learned today, and you know, with your permission, I'm going to use it some of it in my marriage and counseling, and I'm sure many people will apply. I like the whole shutdown of the router
no, it's, I hate it when there's no Wi-Fi, you know, so anyway, my media team, they want me to spend some time for Q&A because some people send questions in. Pastor, you don't know the young people send questions long even, they waiting. So I think I'm going to spend time for you to answer questions. And then we take only 10-15 minutes break until the next section. But can you can you say a word of intro to the next section so those who are you know, looking forward, they can have an idea of what's coming next? Right, sure. So this session was a little bit more academic. Yeah. Next session, we're going to just have some fun. Okay. Excuse me. Cái phần thứ nhất này, chúng ta nói nhiều về học đường, nhiều cái mang nghiên cứu, tính chất, học thức, vân vân. Nhưng mà phần tới sẽ là ứng dụng và rất là vui. We're going to deal with perceptions and I might blow your minds because I'm going to shock you and show you that what your brain sees is not always reality. Section tới, chúng ta sẽ nói về nhận thức và tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy đôi khi cái não của chúng ta nó nghĩ một đường nhưng mà đôi khi nó không phải là sự thật. And I'm going to show you that we base our interaction with our spouses on that faulty perception. Vậy mà, and that's what we're going to deal with this afternoon. Vậy mà chúng ta lại dùng cái sự nhận thức chưa chắc là đúng đó để chúng ta lại đối diện với hôn nhân của mình. When are we going to do the flies and the alcohol? I was going to skip that. Oh, okay. I was going to... That was just a fun thing to open with, but I decided to skip it. Okay. Yeah. All right. Thank you. But I was laughing at that... the story. Okay, Pastor, I think we're going to get some questions. There's a first question I'm going to read to you. I find your instruction very supportive. Do you have a website? Can you put the names of your book on for a while? I think some people are interested. Can you keep the slide with your books? Some people send in, thank you, Pastor. Thank you for your message. Any one of you send in the question, can you share with me and Pastor Steinberg right now, please? So here are some of my books. There's a new one out that's not pictured here. It's called 15 Keys to a Great Marriage. 15 Keys to a Great Marriage. Yeah, có những cái quyển sách không có ở đây. Nó gọi là, còn một quyển nữa, nó gọi là 15 chiếc chìa khóa cho hôn nhân hạnh phúc, 15 keys to happy marriage. Great marriage. For great marriage, yeah. Yeah. Okay, so I have some question here, Pastor. The question is, why do you feel insecure when you sacrifice? I am not so sure, but this is a question that was sent in. Okay, so if you sacrifice because of selfish reasons, then the reason why you're probably sacrificing is because you're using the sacrifice as a means of purchasing the other person's love and affection. I do these things in order to keep the person, so the person won't leave me, etc. And that quite often is the motivation. When you love somebody selflessly, the reason for sacrifice is simply because you love the person, simply altruistic. And typically, those people are just more secure. I kind of hope that makes sense. Yeah. Người mục sư muốn giải thích là khi chúng ta hy sinh mà không phải bởi cái động cơ cho người phối ngẫu như hồi nãy đã nói đó, thì chúng ta vẫn cảm thấy bất an, tại vì cái sự hy sinh đó là vẫn là cho cá nhân đòi hỏi nhiều hơn. Another question is, how do we know whether a relationship is love or it's just infatuation? If it is, what are some practical steps in overcoming that? Yeah, so that's a long talk that we might not have time to fully answer. Here are some things that I would suggest people ask themselves and do.
And maybe I'm going on a slightly different tangent, but from a love mechanical standpoint, love can simply be infatuation if it's all seated in how I feel. Mm. If it becomes selfless and moves to the cadet center of the brain that is no longer fueled by dopamine and how I feel, then that's more genuine love. So ask yourself this question. Why am I in this relationship? If it's all about how I feel, it's probably not good love. Quý vị thấy rằng là nếu mà chúng ta phân biệt tình yêu với sự đam mê đó, thì cái chìa khóa nó nằm ở cái chỗ là cái tôi của chúng ta đang nằm ở đâu. Là những cái tôi đang đam mê với người này mà cái động cơ chính có phải là chỉ vì tôi chứ không phải vì người hay không, là một trong những chiếc chìa khóa để phân định tình yêu thật và chỉ là mê muội trước cái đẹp hay là cái gì đó mà thôi. What if you love selflessly and sacrifice and express gratitude, but you don't receive the same response from your spouse? How would you handle this? Is it healthy relationship? Should the one person trying or leaving the relationship? So if that happens, something's wrong. Because even with strangers, it is a natural human reaction to repay kindness with kindness. It's a natural human response to when somebody sacrifices selflessly to want to reciprocate. And if that's not happening, something is wrong. Now I'll continue once you've translated that. Okay. Nếu mà chúng ta đã hy sinh thật sự, động cơ hoàn toàn chính đáng chỉ nghĩ cho người khác, sống hy sinh ở trong tình yêu, nhưng mà chúng ta không có được đáp ứng lại, người kia không có tử tế đáp ứng lại với chúng ta như vậy, có một điều gì đó nó rất sai lầm. Tại vì khi mà mình đối xử ân cần tử tế hy sinh cho dù đối với một người lạ ngoài đường, người ta bởi bản chất tự nhiên của con người cũng có khuynh hướng đáp trả nữa. Vậy thì có cái điều gì đó rất bất ổn ở đây. There's quite a few things that can be wrong. Maybe this person has had tremendous trauma in the past. And so they've been pained so much that they cannot take the risk to be pained again. And so they keep you at a distance and they don't reciprocate. Perhaps, do that one first. Okay. Có rất nhiều lý do, nhưng mà có thể một trong những lý do đó là cái người này đã từng có những cái kinh nghiệm đau thương khủng khiếp gì đó ở trong quá khứ, khiến cho người đó tê dại và không có phản ứng trước những sự tốt lành, tốt đẹp của người khác dành cho mình. That's why psychologists always say it is hurting people who hurt people. Đó là tại sao những nhà tâm lý học họ luôn nói những người đã bị tổn thương thường có khuynh hướng tổn thương người khác. But there can be many other things that are wrong. Perhaps there's an imbalance of some of these neurotransmitters and hormones, etc. There can also be psychological problems. Có thể có những sự mất cân bằng về hormone, có thể có những sự bất cân bằng về tâm lý trong chính người đó. So what I would do in a situation like that is I would watch how this person is responding to selflessness from other people. Một trong những điều tôi sẽ làm đó là tôi sẽ quan sát coi cái cách người này đáp ứng lại với sự hy sinh của những người khác như thế nào. The reason for that is I want to determine, is he or she just like this with me, or and fine with other people, or is this the way the person is with other people as well? That means the problem is not just me. Tôi muốn đảm bảo được biết rằng cái cách mà người này đối không có đáp lại sự hy sinh của đó là đối với tất cả mọi người chứ không phải là chỉ một mình tôi, thì tôi sẽ quan sát chung quanh. If this person does not reciprocate to other people either, then that's not normal. Then there's some major problem. And I would suggest going and seeing a psychologist or even a psychiatrist. Thì nếu mà điều đó thật sự là người này là như thế đối với tất cả mọi người, thì người đó nên đi bác sĩ tâm lý, hoặc thậm chí có những trường hợp nặng thì nên đi bác sĩ tâm thần. If the person reciprocates to other people but not me, then it tells me that a couple of things might be at play here.
this person is totally comfortable with non-romantic relationships, which means that they've been hurt romantically or sexually or so forth. And then once again, that needs to go be and healed before that will disappear and be fixed. Nếu mà người đó chỉ có không có phản ứng gì với tôi mà thôi, cũng có thể là người đó đã từng bị tổn thương trong cái giai đoạn yêu đương lãng mạn, hoặc thậm chí về vấn đề thân xác cũng đã từng bị tổn thương nặng. Cho nên người đó cũng vẫn cần phải được có thời gian để lành lặn cái đã, rồi hãy tiến tới cái tình cảm tiếp theo. There may be other reasons too. Some people are on some medication for medical reasons that have some side effects that kind of just make us numb a little bit so that we don't tend to respond. So there could be many things, but all I can say is it is definitely not normal for a human being to not respond to selflessness given them. Cho nên tôi muốn nói rằng có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như họ phải uống thuốc điều trị và nó ảnh hưởng hormone của họ vân vân. Nhưng mà phương diện tổng thể và chính đáng mà nói thì con người sẽ đáp ứng lại với sự hy sinh vô tư kỷ của một người. Điều đó là cái điều chắc chắn phải xảy ra. Okay, Pastor, I think among all of us, you're the one who needs the most rest because you speak boldly and emphatically to us. So I think we're going to stop this section right here and hold any question later so that you can have a break and we have a break. And then we come back at 4 and we can also give a few minutes of delay up to 4-2 or 4-3 minutes. But I think we're going to end this section right here and go on break. Okay, perfect. Thank you so much. Yeah. Do you want us to log out or do we just keep this? I would recommend everyone to stay in the room. Just mute okay. And stop your video. It's better. Perfect. Yes. Okay. Thank you. Thưa quý vị, chúng ta dành giờ cho mục sư nghỉ. Cho nên quý vị đừng rời khỏi phòng Zoom. Chỉ cần tắt video và tắt microphone của mình mà thôi. Trong thời gian suy nghĩ, quý vị có câu hỏi gì thì vẫn đánh vô cái phòng chat để chúng ta có thể trả lời sau. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta sẽ có mặt vào lúc 4 giờ để tiếp tục cái section tiếp theo. Cảm ơn.